Xin chào các mem đẹp trai xinh gái của Nhanh Trí. Đầu tiên là tiền đâu thì bí mật. Ngày hôm nay bạn hãy chuẩn bị một tâm hồn để sống đẹp như những chú thiên nga của Tchaikovsky đi. Và dùng tâm hồn đó để đi qua những thử thách chông gai về sinh tồn, rồi tới bến với những thử thách tinh mắt bắt được tiền đầy hứa hẹn. Khi giải xong lại thành bạn thân của siêu nhân ý chứ. Vào việc thôi. Kiểm tra kiến thức an toàn của bạn bằng cách nhìn vào hai bà mẹ này và đoán xem một trong hai người ai là người quá lơ là và không ngờ tới nguy hiểm mà con mình sắp gặp phải. Cả hai mẹ có vẻ đang nói chuyện điện thoại riêng và để con mình chơi một mình, nhưng việc cho con đứng cách xa mình và lại đứng trên hồ nước đóng băng thế kia rồi chạy nhảy thì quả là sai lầm quá lớn, băng có thể nứt ra mà không kịp trở tay đấy. Mình thích thì mình đi bơi thôi, anh A thì nghỉ xả hơi đi bơi trên một hồ lớn, còn chị B thích đi lướt sóng, nhưng một trong hai người họ đang phạm phải một sai lầm lớn, bạn đoán là ai? Chắc chắn là anh A bị cá sấu sơi tái trước rồi, bởi hồ đã cắm biển cấm bơi to đùng đoàng là có cá sấu không được bơi rồi cơ mà, không nghe dáng chịu à nha. Cuộc đổ bộ của zombie làm tất cả các cô gái trên trái đất bị biến thành xác sống, bao gồm cả người yêu của anh chàng này, bạn giúp anh ấy tìm ra người yêu lần cuối nhé. Chắc chắn là có đấy. Nhưng nếu bạn chưa đủ thời gian tìm ra thì cứ thoải con gà mái dừng lại rồi đưa ra phán đoán cá nhân ngay bên dưới ô bình luận. Mình tin sau tất cả những kinh nghiệm mà bạn học được, bạn sẽ đưa ra được những câu trả lời hay hết nước chấm. Cách để kiếm được tiền mà không cần làm gì cả, không phạm pháp, không ai cho thế mới đỉnh cơ chứ. Nhưng mà tiền đâu thì bạn phải tự tìm đó nha. Úi giời, tiền đô thì anh không có, tiền lẻ thì anh không thiếu đúng không các bạn? Một cái chai có nhãn làm bằng tờ 1K đây này. Ha ha hi hi ho ho. Ha ha hi hi ho ho. Ha ha hi hi ho ho. What the hell? Nào kiểm tra khả năng tìm tiền có giá trị cao hơn của bạn đi. Coi khả năng bạn có duyên với polymer không nhá. Ơn rồi, bạn ở đây rồi. Wow, là một đồng tiền xu 5 hào nhỏ xíu xiu, bạn quá may mắn đấy. Tuy không tiêu được nhưng cũng có giá trị tiền cổ mà khối người phải mơ ước. Tiền là tiên là Phật, là sức bật của lò xo mà cũng là thước đo của lòng người. Nếu mà ai thích tiền thì chắc chắn nhìn ra ngay tiền đang ở đâu ý. Ôi, là một sấp đồng 500k đang nằm yên vị ở ngay cạnh ATM mà không ai biết được. Quá điên rồ phải không? Nhưng nó luôn đáng để bạn nhìn thấy mà. Thử thách xem ai nhìn thấy tiền nhanh hơn này chắc thú vị lắm đây. Phần quà của thử thách là ngay sau video này ra đường kiểu gì bạn cũng nhặt được tiền. Ôi không thể tin được luôn. Chưa bao giờ mình tin rằng trong rạp chiếu phim có người sơ sẩy làm rơi tiền đấy. Mỗi 10k thôi, nhưng được một lon coca rồi nè. Đùng một cái, đang buồn như chó cắn mà có tiền miễn phí trước mặt, chẳng biết của ai luôn. Liệu bạn có thể dùng đôi mắt sáng quắc của mình để tìm ra được không ý nhở? Ôi, lại còn phải hỏi, nghiện lại còn ngại ra mà nhặt đi chứ còn gì nữa. 5k may mắn mà không phải ông thần may mắn nào cũng ban cho đâu nha. Mình không khuyên bạn nên bò xung quanh sàn nhà vệ sinh để tìm tiền, nhưng hãy lướt qua mặt đất và bạn có thể há hốc mồm luôn đấy. Oh my god, cái gì thế này? Chẳng lẽ lại hét toáng lên giờ, một phong bì đã bóc nhưng vẫn còn tiền trong đó. Đúng là bậc thầy tinh mắt phải gọi bằng cụ nếu bạn tia thấy đấy. Trên đường đời tấp nập, ta vô tình phập phải đô la. Đang được điểm thấp ở trường nên lẩm bẩm tí, thế mà lại gặp thật đây này các bạn. Tiền không có lối thoát rồi. Ôi, ông trời tạo ra địa chấn và cái mông anh là điểm nhấn. À thì là một tờ đô la, đổi ra cũng được 2-3k Việt Nam đồng đấy các bạn ạ. Nãy giờ mà bạn vận dụng kỹ năng thám tử soi tiền của mình hoàn hảo không trượt phát nào thì mình đảm bảo soi ra ngay điểm sai trong này. Hai,
Tiền thì chắc không nhìn sai đâu, nhưng mà viết giá tiền thì lại sai. Mua cái này không tính tiền nhá ông chủ. Chỉ bạn nào có đôi mắt linh hoạt, không biết mỏi mệt thì mới có thể nhìn ra một viên kim cương nhỏ đang ở đâu. Đan này hơi hóc xương nè, nhưng mà nói gì chứ kim cương là mắt phải sáng như đèn pha ô tô chứ. Có phải nó ở vị trí này không các bạn? Thật hay giả thì cũng nhặt lên đã, đừng cắn thử gãy răng đấy. Bạn tìm ra được bao nhiêu tiền thì nãy giờ mình cũng không biết được. Nhưng mà các bạn ạ, có một cái ví rơi vào đống hỗn độn này, khó tìm hơn cả mò kim đáy bể. Bạn tìm giúp mình với. Có khi phải đi đo mắt kính lại thôi. Mình bốn mắt rồi mà soi mãi mới thấy nó không hiện lù lù để cho mình nhìn ra một tí tẹo nào. Nhưng ai nhìn ra thì thật sự thần tài sắp gõ cửa rồi. Mẹ kêu rằng dạo này não cá vàng quá, chẳng nhớ là để cái chìa khóa két ở đâu cả. Đến khổ, bạn có thể dùng khả năng tinh quái vốn có để giúp mẹ rồi. Có phải cái chìa khóa két là cái chìa khóa để trên bàn này không các bạn? Ở đây chẳng ai tham tiền cả, nhưng tiền làm thần kinh chúng mình bớt căng thẳng đúng không? Nhưng mà có một phát hiện bí mật mà bạn sẽ thấy phát điên đấy. Tiền gì không tiêu được nhở? Là tiền sử, tiền âm phủ, tiền đình, tiền đạo. Thôi đùa vậy đủ rồi. Đã đến lúc áp dụng cả đôi mắt tinh tường và cả khả năng tư duy thám tử bên trong bạn để tìm một cô dâu nào ngoại tình trong này. Bắt được rồi, cô dâu này đang cố tạo một tín hiệu bằng một bức thư tình cho chàng trai nào đó. Đúng là yêu đương thật lòng gì tầm này. Hai căn phòng vệ sinh của hai nhà khác nhau, chẳng có gì đáng nói cho đến khi một trong hai nhà này là của người ngoài hành tinh. Bằng cách nào nhận ra được thì ở bạn thôi. Hiện tại thì không có người nên là chỉ còn dấu vết thôi, chẳng ai dùng găng tay ba ngón cả. Game tìm đường dành cho mấy đứa em của bọn mình ấy mà. Cơ mà đừng khinh thường nhé, rèn luyện với nó có thể giúp bạn tăng chất xám cực đại đấy. Đáp số của mình là đường 1 nè. Phải thêm một câu nữa chứ nhằm nhò gì. Đường về nhà hôm nay ôi sao sao quá. Ai bày ra cái ma trận thế này? Mình nghe nói bạn là thánh tìm đường. Bạn có thể tìm một đường nhanh nhất giúp mình không? Ôi trời, tưởng gì, việc này các mem của Nhanh Trí thừa sức làm được. Cả đường số 1 và số 2 đều đúng. Veo cái về nhà ngay, sao phải xoắn. Mình tin chắc 101% rằng nếu bạn đem những thử thách hóc hơn hóc xương này đố hội bạn nhất quỷ nhì ma vào giờ ra chơi thì có mà vui nổ lớp. Nhưng trước đó, bạn phải là người xuất chúng giải được các câu đố đã, rồi chém gió thú vị lên thì mới lôi kéo được các bạn khác. Nhớ comment kết quả xuất sắc của bạn để coi bạn có là quái thú xử lý vấn đề không nhé. Mà này, mải chém gió đừng quên ủng hộ mình một like, một share nhé. Đăng ký kênh để đón chờ các video siêu phẩm sắp sửa lên sóng. Bye!